Ok, xin chào mừng quý vị nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha mọi người. Hiện tại thì mình ở cái vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa trên đường Cách Mạng tháng 8. Chỗ này là 415 Cách Mạng tháng 8 nha các bạn. Cập nhật mọi người giá sầu riêng hôm nay là loại ngon nhất là 80.000 các bạn. Không ngon, nhớ là có được nhiều. Với lại là nhiều bạn chia sẻ là ở đây là gọi là cái chỗ của anh Thanh là kiểu như hiện đại là vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa ở trên đường các bạn đám này là hot nhất cái Sài Gòn các bạn. Có rất nhiều bạn YouTuber đến đây chia sẻ với lại không? Được không chị ơi? Ok không? Cái đó.
qua nhậu tưng bừng không anh? Nhậu hết rồi. Hết hả? Có nhiều người thích cơm ráo và có nhiều người thích cơm nó ướt ướt chút xíu bạn. Vừa trên tới là khó khui à. Trong mùa sầu riêng năm nay thì mình quay rất là nhiều cái vựa nha các bạn, từ Bình Dương rồi thành phố Hồ Chí Minh ở Dĩ An các kiểu, cũng có nhiều cái phong cách khơi sầu riêng và có nhiều cái loại sầu riêng chia sẻ các bạn. Đây vỏ mỏng luôn, cái này là ngon nè. Cái nón của anh Thanh đang đậu giống cái nón của anh Phúc đó ta. Cái nón anh đậu đang đậu giống cái nón của anh Phúc. Phúc à? Ừ. Đơn vị nào tài trợ?
Vừa đánh nè.
bao nhiêu muối luôn. Trái tầm khoảng 2 kg, 2 kg mấy à. Có trả lời quá. Thank you.
cái địa chỉ chỗ này với lại số điện thoại mọi người có thể ship nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like, share, comment để cập nhật những điều thú vị về cái mùa sầu riêng nha các bạn, có rất là nhiều luôn mọi người. Ok, bye bye.